Tôi là giám đốc của trung tâm nghiên cứu và phát triển mậu diễn. Tôi mở cuộc họp này có gì lạ sao? Sao giám đốc Du lại hỏi tôi chuyện này? Chẳng phải còn phải xem sự lựa chọn của bản thân cô sao? Sếp Mộ, cô ấy không có ở đây. Điện thoại cũng tắt máy rồi. Sao lại như vậy? Tại sao nó lại giống hệt với dự án Kình Thiên mà chính Thiên chúng tôi nghiên cứu phát triển vậy? Anh không tốt với cô ta thì làm sao anh có được tiền và tài nguyên của Du Thị? Mau tránh ra, còn đến gần tôi giết ông ta. Tập 18. Được rồi, theo khung ảnh và kích thước đã chọn, hôm nay có thể lấy đi in được rồi. Nhưng mà kích thước hơi lớn, có lẽ ngày mai mới qua lấy được. Được rồi, dứt giả, anh cầm lấy đi. Phùng Thông, tôi nghe điện thoại đã. Alo, Giảng Tình, anh đây. Chuyện lần trước anh nói với em, em suy nghĩ thế nào rồi? Làm phiền rồi. Chúng ta gặp nhau một lần đi. Không thành vấn đề, em nói cho anh thời gian địa điểm, anh sẽ đến đúng giờ. Được. Đi nhé. Lên xe thôi. Đi thôi. Nếu như trên đời này chỉ có Phùng Thông có thể khiến em vui vẻ thì phiền em nói cho anh biết. Nhớ lễ tình nhân năm nào đó, anh đã mua một chai rượu vang. Lúc đó em bảo đừng mở nó ra, phải để đến hôm chúng ta kết hôn. Chắc chai rượu đó vẫn còn ở chỗ em. Rượu này chắc không đắt lắm chứ. Alo, ai vậy? Alo, chào cô, tôi ở bên studio nhiếp ảnh. Xin hỏi có phải hôm qua cô đến tiệm chúng tôi chụp ảnh cưới không? Phải, đã làm xong ảnh theo cô yêu cầu rồi. Khi nào cô rảnh thì qua lấy nhé. Vâng. Đợi tôi một lát. Được, được. Có thể làm phiền anh một chuyện không? Anh Phùng phải không? Chào anh. Cô Lưu ở bên trong, mời đi theo tôi. Sao lại hẹn ở đây? Quyết định rồi sao? Chúng ta giấy chứng nhận kết hôn ấy còn không? Ngày nào cũng mang trên người.
Đủ cá rồi. Trả lại cho anh. Em đã buông bỏ. Chuyện quá khứ rồi. Lúc chúng ta bên nhau thực sự rất vui. Bây giờ trong trí nhớ của em chỉ có tốt đẹp, không có oán hận. Vậy thì tại sao? Em yêu anh ta rồi sao? Yêu Lưu Thanh rồi sao? Thực ra giữa hai chúng ta, cho dù có sự xuất hiện của Lưu Thanh hay không, thì khoảnh khắc anh thất hẹn, chúng ta đã kết thúc rồi. Em thật lòng hy vọng chúng ta có thể giữ những hồi ức tốt đẹp trong lòng nhau. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể làm bạn. Được rồi, vậy em đi trước đây. Nhắn tin. Giám đốc Phùng, chú Cao, đừng gọi như vậy. Chú đã thân quen với nhà chúng cháu nhiều đời rồi mà. Hổ thẹn, hổ thẹn. Nào ngồi đi, ngồi đi. Mời hai vị. Được, chú Cao xấu hổ quá. Lần trước nhà các cháu xảy ra chuyện đó, đúng lúc chú Cao lại đang ở nước ngoài nên chẳng giúp được gì. Thật lòng rất hổ thẹn. Bây giờ ba mẹ của cháu sao rồi? Chú Cao, hôm nay chú đến không chỉ là muốn ôn chuyện cũ với cháu nhỉ? Được, chúng ta bàn bạc thẳng thắn vậy. Chuyện của anh Vu mọi người đều biết rồi. Trong nhà xảy ra một vài chuyện về dự án hợp tác của chúng ta. Bọn chú vẫn biết giám đốc Phùng dự tính thế nào. Tuy nhiên, Dư Chấn Thiên lại là con rể của ông Vu, nhưng từ trước đến nay chưa hề có đóng góp thực sự nào cho công ty. Ông Du cho cậu ta cái danh hảo chỉ là để dỗ cho con gái ông ta vui thôi. Mấy chuyện cậu ta làm chẳng liên quan gì tới ông Du hết. Công ty Duy Khải mấy người là một tập đoàn có kinh nghiệm, chắc hẳn sẽ hiểu mối quan hệ trong này nhỉ. Mậu Diễn còn mượn. Về Mậu Diễn chúng ta đừng kết luận trước thì hơn, còn chưa điều tra rõ mọi chuyện mà. Đúng đúng đúng. Vậy thì giám đốc Phùng nghĩ Mậu Diễn có sự ủng hộ của Cổ Thị đúng không? Nhưng mà những anh bạn già này của chúng ta hợp tác với ông Du rất nhiều năm rồi. Nếu mọi người cùng bắt tay nhau, có lẽ chúng ta sẽ không kém hai công ty và bọn họ là bao. Chắc chắn rồi. Đúng đấy. Chú Cao nói rất đúng. Chú Cao, linh kiện công ty các chú hợp tác với nước ngoài năm ngoái hình như đã xảy ra chút vấn đề, giờ còn đang kiện gì? Giám đốc Lưu, vốn của ông bị ngâm bên dự án phía Nam, bây giờ xử lý sao rồi? Giám đốc Trần, đã giải quyết tình trạng bị ngừng cho dây của công ty chưa? Mấy chuyện này không có gì lạ, mọi người đều làm kinh doanh mà. Chỉ là tôi đang nghĩ, ba người thực sự có thể quyết định thay ông Du sao? Chắc ông Du sẽ đồng ý. Điều này thì chú Cao có thể đảm bảo. Alo, sếp Du. Đúng, chúng tôi đang bàn bạc. Tại sao? Hai vị, tôi nghĩ có lẽ giám đốc Cao có chuyện muốn bàn với hai người. Không thích hợp đâu. Nhiều người như vậy. Được, được. Dạ được, dân. Được, ông Du nói thế nào? Ông Du nói ông ấy định bỏ dự án này. Chuyện này. Vậy thì giám đốc Phùng, tạm biệt nhé. Giám đốc Phùng, lần này tới hơi đường đột, mong cháu đừng có để bụng. Chú Cao đừng nói vậy. Dù sao sau này sự phát triển của tập đoàn Di Khải ở châu Á, Thái Bình Dương vẫn cần hợp tác mà.
Được rồi, tiến đến đây thôi. Được. Rõ ràng là muốn phân chia lợi ích, nhưng lúc Du Thị xảy ra chuyện mà cứ nói như mình cao thượng lắm. Lòng người dễ đổi thay. Tôi gặp loại người này nhiều rồi. Anh muốn dùng dự án này giúp cô ấy phục chức sao? Vậy thì với tình trạng hiện giờ của Mậu Diễn, anh có thể chống đỡ được bao lâu? Hơn nữa, anh làm vậy, cô ấy có nhận ân tình này không? Nhận hay không là chuyện của riêng tôi. Làm tốt trong phận sự của mình đi. Sếp Mộ, mời uống cà phê. Cậu đến nhà tôi làm khách mà còn để cậu pha cà phê chiêu đãi tôi. Cô từng nói tôi pha cà phê ngon nhất mà. Cảm ơn đã giúp tôi mang những đồ dùng cá nhân này đến nhà. Sếp Mộ, cô đừng khách sáo với tôi như vậy. Tôi mãi mãi là người của sếp. Dạo này công ty thế nào? Cô không có mặt, lòng người hoảng loạn. Cậu thì sao? Tôi rất tốt. Nói thật đi, tiền sướng nói tôi là người của phe công chúa. Phe công chúa, cái tên này vậy mà cũng nghĩ ra được. Con người anh ta không biết giữ mồm giữ miệng, còn mặc kệ anh ta. Tôi không tức giận. Anh ta nói cô là công chúa. Tiệc mừng thọ của bà Lâm tối mai đã sắp xếp xong rồi. Cô nhìn thấy chắc sẽ hài lòng. Tất nhiên rồi, cậu làm việc thì tôi yên tâm. Bên giám đốc Du có tin gì chưa? Sếp Mộ, cô từng nói nhìn những vấn đề không chỉ nhìn bề ngoài đúng không? Vậy nên có vài chuyện không tiện bàn luận. Cậu nói vậy là có ý gì? Cô đừng hỏi thì hơn. Có phải cậu điều tra ra cái gì rồi không? Như cô nói, con người không thể đột ngột biến mất được đúng không? Vậy nên mấy ngày nay tôi luôn điều tra chuyện này. Tôi trích xuất lịch sử video giám sát của con đường gần nhà giám đốc Du. Phát hiện ra có một điểm không bình thường. Có phải cậu có video của camera giám sát không? Để tôi xem thử. Cái này đúng, cô không nhìn lầm đâu, là anh Lưu. Sau khi xảy ra vụ nổ, anh Lưu từng tiếp xúc với giám đốc Du. Cậu làm gì vậy? Ra vẻ bí mật lo lắng không yên mà gọi tôi tới. Qua đây, qua đây. Dạo này hành tung của Lưu Thanh rất lạ. Trong lòng tớ cứ không yên tâm. Lạ thế nào? Quân Điệp, cậu có từng nghĩ suốt cuộc là ai giúp Du Mạn San trộm và tiết lộ tài liệu nội bộ của công ty cho Dương Chấn Thiên không? Kết quả rõ ràng lắm rồi còn gì. Từ góc độ lâu dài mà nói, mời cậu ra khỏi Mộ Diễn thì ai là người có lợi nhất? Cậu muốn nói là chú Toàn có phải không? Tớ thấy không phải như vậy. Mộ Diễn xảy ra scandal đạo nhái kỹ thuật kiểu này, chú Toàn là cổ đông có liên quan đến lợi ích. Tớ thấy chú ấy sẽ không dễ dàng mạo hiểm chuyện này. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ Lương Thanh? Tôi không muốn nghi ngờ anh ấy chút nào. Nhưng bây giờ mọi manh mối đều cho thấy mọi chuyện liên quan đến anh ấy. Vậy nên bây giờ tôi phải làm sao? Cậu nói đi. Như vậy đi, hay tớ cùng cậu đến phòng của anh ta. Chúng ta tìm thử xem có thể phát hiện ra manh mối gì không. Đi thôi, đi. Vào đi. Ngăn nắp vậy. Mấy hôm nay anh ấy ít khi ở nhà, không biết số cuộc đang bận gì nữa.
chẳng có gì cả. Đây là thứ gì? Tôi cũng muốn nói cho cậu là gì, nhưng mà mã quá rồi. Mã quá rồi. Hôm nay anh Lưu được lên chức phó phòng bảo vệ, chuyên phụ trách trung tâm nghiên cứu và phát triển. Đó là anh Lưu sao? Cả giám đốc Du nữa. Cậu nói xem điều anh ấy có liên quan tới Du Mạn Sang không? Được, cậu đi làm việc đi. Dân giám đốc Toàn. Tối nay trông cậy vào anh nhé. Giảng Tình, mấy thứ anh chuẩn bị cho bà ngoại đã xong cả rồi. Quà anh cưới, em để anh cưới ở đâu rồi? Trong phòng cất đồ. Được. Đồ trang sức, món ngọt. Cô từng nói nhìn nhận vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài, đúng không? Sau khi xảy ra vụ nổ, anh Lưu từng tiếp xúc với giám đốc Du. Tôi nói rồi, Lưu Thanh không thể làm ra chuyện này đâu. Em đừng nhìn anh mãi như vậy, anh sẽ ngại đấy. Nghĩ gì thế? Lưu Thanh, tôi phát hiện con người của anh rất tinh tế. Sao anh nghe không giống như đang khen anh? Trước đây anh thăng tiến trong công ty là vì được Du Mạn Sang khen ngợi. Là do anh đẹp trai tuấn tú, cuối cùng không bị mai một. Bây giờ là hết sức để tâm đến bà ngoại. Đây là tấm lòng hiếu thảo của anh thôi. Được rồi, tổ chức tốt sinh nhật cho bà rồi nói sao. Yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Chú Toàn, mời vào trong. Cái này thật đẹp. Nào nào để đây. Lại một năm trôi qua. Còn cái đó bày xong rồi. Thời gian trôi qua nhanh thần. Chuyển qua bên này trước. Để đây đi chú Toàn. Ở nhà cắm qua là mẹ hiền giờ đảm tốt biết bao. Anh Toàn. Dân. Sao vậy anh Toàn? Không mệt lắm chứ? Vẫn là công ty đó, chỉ là vị trí khác thôi. Tôi nói anh nghe, bà cụ đúng là sống lâu trăm tuổi. Sao không thấy Lưu Thanh nhà mấy người đâu vậy? Lưu Thanh đây này. Cậu gặp cái gì vậy? Bất ngờ. Ba, mẹ. Quân Điệp đâu? Không biết. Gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc mà không nghe máy. Để anh xem có cần giúp không. Bà ơi, đeo nhẫn vào. Lót vào.
Cố chịu một chút. Liều mạnh nhất rồi chứ. Dân, thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa đi. Bà đừng cố chịu mà. Hôm nay là sinh thần của tôi. Chúc bà sinh nhật vui vẻ. Bà ngoại, chúc sinh nhật vui vẻ. Chúc bà sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi. Mẹ, đây là quà của con và Kiến Quân chọn cho mẹ đấy. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Quà của cháu không phải vội. Đợi lát rồi đi lấy. Được, mẹ nói như vậy thì Tiểu Toàn sẽ làm vậy. Vậy đến lượt cháu rồi. Quà của cháu hơi to đấy. To thật này. Đúng là to thật. Bà ngoại, bà mở đi. Được, mở giúp bà nhé. Gì mà bí ẩn vậy? Ba. Có lòng quá. Bà ngoại, thực ra món quà này là ý tưởng của anh ấy. Cảm ơn cháu nhé. Bà thích là tốt rồi. Cả nhà mình đi. Đúng rồi, đúng rồi. Sư phụ ở đây đúng không? Để anh. Nào nào, nhà mình chụp hình chung. Nào nào. Sao còn lại tới đây? Nào qua ăn đi. Xin lỗi vì đã làm phiền sư phụ. Tôi phát hiện ra chuyện này. Tôi nghĩ nên mau chóng báo lại cho cô thì hơn. Chuyện gì mà to tát đến độ hôm nay sinh nhật cũng phải chạy đến đây vậy? Xin lỗi, là chuyện liên quan tới mậu diện. Phải chờ giải quyết xong việc, tôi sẽ đích thân đến tạ lỗi với cựu chủ tịch. Chuyện gì vậy? Có lẽ tìm thấy tung tích của Du Mạn San rồi. Cô ấy đang ở đâu? Có thể việc Du Mạn San mất tích có liên quan đến tiền sướng. Du Mạn San đang ở đâu? Trước đó cô ấy bị tiền sướng đưa đi. Chuyện của Dương Mạn San vừa lộ ra, tiền sướng đã dọn hết đồ của cô ấy ở công ty. Không chỉ vậy, giữa tiền sướng và Dương Mạn San có vài giao dịch chuyển khoản với giá trị lớn. Nhưng đến khi tôi phát hiện ra mọi chuyện thì đã không thể liên lạc được với tiền sướng. Có lẽ trong chúng ta có người có thể liên lạc được với tiền sướng. Dù sao anh ta cũng từng là cấp dưới của ông. Xin chào, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Số điện thoại bạn đang gọi, tiền sướng sẽ không như vậy đâu.
Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Anh Toàn, lần cuối anh gặp Tiền Sướng là khi nào? Thế nào? Hỏi tội tôi sao? Có phải cậu ta muốn xử lý Du Mạn Sang hộ anh không? Anh Mộ này, chúng ta đã đợt nhau bao nhiêu năm mà anh không có chút lòng tin với tôi sao? Ngày Dương Chấn Thiên chết, anh ta chỉ bắt cóc anh thôi. Anh có dám nói mình không liên quan đến chuyện phòng nghiên cứu và phát triển không? Anh có thể viết thỏa thuận ngay, giờ tôi sẽ ký tên luôn cho anh. Bất cứ lúc nào cũng có thể trả vị trí ở công ty của tôi cho giảng tình. Vậy là được chứ gì? Tôi, nếu làm vậy mà anh có thể tin tôi được. Không, tôi, cháu tin chú mà, chú Toàn. Thật xin lỗi vì cháu đến muộn. Thực ra con tự có thành kiến với chú Toàn, nhưng mà từ khi ngài cổ xuất hiện, chú Toàn đã âm thầm dốc sức để mời được ngài cổ đến buổi đấu giá. Cái này à, cái này là do sếp Toàn tặng đấy. Chú Toàn luôn dùng cách của chú ấy để tặng lễ giúp cho con. Nếu như vậy thì rốt cuộc tại sao Du Mạn Sang lại mất tích? Du Mạn Sang, sau vụ nổ kia tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô ta rồi, nhưng mãi mà không tìm được manh mối, không tra ra được thông tin chính xác nào. Ba, cô có một USB, trong đây có một đoạn video, chắc có thể nói lên được sự thật. Video gì? Có kẻ bắt cóc em trai của Du Mạn Sang, trong đó là video và tài liệu liên quan. Lina, đi theo tôi. Nói vậy thì chẳng phải bây giờ giám đốc Du đang rất nguy hiểm sao? Sếp Mộ chúng ta nên báo cảnh sát ngay thôi. Cậu nghĩ nên báo cảnh sát sao? Lina, ban đầu chính tôi đã tuyển cậu vào nhỉ? Sếp Mộ, tôi mãi mãi cảm kích ơn tri ngộ của cô. Vậy nên tôi rất muốn biết tại sao cô lại làm thế với tôi? Tại sao cô lại xa tay với tôi và người thân của tôi? Sếp Mộ, cô đang nói gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Vậy tôi nói rõ hơn với cậu, tại sao cậu lại sai Dương Chấn Thiên gây ra hai vụ án kia, rồi lại đổ hết tội lên chú Toàn? Cuối cùng cậu lợi dụng Dương Mạng Sao để làm khó dễ Lương Thanh. Tại sao vậy? Ngài cổ, giảng tình, có người muốn nói chuyện với cháu đây. Sếp Mộ, thực ra Lina mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Họ tìm đến gia đình tôi, đưa đứa em trai nhỏ hơn tôi 10 tuổi ở quê đi, để uy hiếp tôi, làm rất nhiều chuyện bất lợi với công ty. Sau đó họ còn ép tôi hãm hại Ngô Phong Vũ. May mà có anh em của Lưu Thanh và cô Phó tìm ra em trai tôi và cứu nó ra. Họ lo cho sự an toàn của tôi nên đã đưa tôi đến nhà ngài cổ ngay trong đêm. Cô nhất định phải cẩn thận với Lina.
bị các người phát hiện ra rồi. Các người bắt đầu nghi ngờ tôi từ bao giờ vậy? Lúc cậu dốc bao công sức phá hoại thí nghiệm của mộ diễn thì bọn tôi đã theo dõi cậu rồi. Nếu có người thử khởi động từ xa thì virus sẽ bị kích hoạt. Đúng là cậu ta. Tài liệu ở hội nghị xúc tiến của chú Toàn cũng bị cậu ta động tay động chân nhỉ? Cậu mượn tay chú Toàn để biến tài liệu Dương Chấn Thiên vốn định dùng để gây khó dễ cho mộ diễn thành chứng cứ chứng minh tội của hắn. Tôi rất muốn biết làm sao cậu thuyết phục được Dương Chấn Thiên không tố giác cậu với cảnh sát. Chuyện này đơn giản thôi. Số lạ, ai vậy? Là tôi. Tại sao các người lại hại tôi như vậy? Tôi làm tất cả theo lệnh của các người mà. Chú Toàn đâu? Chú Toàn ngất rồi. Vậy thì tốt. Đừng có suy nghĩ bay rủi. Phối hợp với cảnh sát để chỉ điểm tôi. Đúng vậy. Chúng ta liên lạc từ một phía. Số điện thoại còn đăng ký bằng tên một người phụ nữ. Chờ đến khi họ điều tra ra người đó, với mưu kế của các người, cô ta sẽ nói mình là người tình của tôi, chẳng liên quan gì đến các người. Còn hình ảnh camera hành trình trên xe, ảnh chụp lén ở khách sạn, bắt đầu từ khi các người điều tra ra rằng Du Mặc Sang do tôi cài vào mẫu diện, các người lấy cái đó ra để uy hiếp tôi, bắt tôi phối hợp với các người. Được lắm, các người đã lên kế hoạch sẵn để ép tôi gánh tội thay. Ác thật đấy. Đừng nói vậy, tôi vẫn còn tình người lắm. Bây giờ còn một con đường rất đẹp cho anh chọn đấy. Anh hãy dẫn hết tội về mình, có vậy thì chúng tôi mới tha cho gia đình của anh. À phải, cho anh biết một tin tốt. Hình như vợ anh mới sinh con trai đấy. Tôi xin cậu hãy tha cho họ đi. Vậy phải xem anh có dũng cảm đổi mạng mình, lấy mạng người nhà anh không. Sao cậu có thể vô nhân tính như vậy? Dù thế nào cũng là một mạng người mà. Khi anh ta có ý định không khai với giảng tình, tôi đã muốn giết anh ta rồi. Tại sao? Giảng tình, mọi việc tôi làm đều là vì cô. Cô đã đưa tay khi tôi ở đáy vực sâu, khiến tôi nhen lên ngọn lửa hy vọng cuộc đời. Cô là người quan trọng nhất trong đời tôi. Vốn dĩ mỗi ngày đi làm được gặp cô là chuyện hạnh phúc nhất với tôi. Nhưng ai ngờ cô lại đồng ý chủ tịch mộ rồi lấy một kẻ lạ mặt như Lưu Thanh mà gói lơ sự tồn tại của tôi. Giảng tình, tôi không thể chịu đựng được khi phải thấy cô ở bên Lưu Thanh mỗi ngày. Vậy nên cho dù phải trả giá đắt thế nào, phải phạm ra sai lầm lớn ra sao, tôi cũng phải khiến anh ta rời xa cô. Mới đầu tôi tốn bao nhiêu công sức cũng không tìm được cách. Thật không ngờ lại có một cơ hội xuất hiện ngay trước mắt. Nam Mưu tìm đến tôi, muốn hợp tác cùng với tôi. Tôi đưa bí mật công ty cho họ, để đổ tội cho Lưu Thanh. Sau đó họ lại dùng lý do tiết lộ bí mật công ty để ép tôi tiếp tục làm việc cho họ. Giờ chứng cứ đều ở đây cả. Nếu tôi báo cáo hành vi tiết lộ bí mật thương mại của cậu cho sếp của cậu làm mộ giảng tình, thì cậu nói xem cô ta có sa thải cậu, thậm chí là kiện cậu hay không. Cậu cứ làm như tôi bảo đi. Sau đó cô bị bắt cóc, khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi đến tìm họ, nói là muốn rút lui. Tôi muốn rút. Cậu nói xem nếu không có cậu, lần sau gặp lại mộ giảng tình, tôi sẽ làm gì cô ta? Giảng tình, có vài chuyện một khi đã bắt đầu thì không thể nào dừng lại được. Như bà,
Tôi chưa từng có suy nghĩ làm tổn thương cô. Xin hãy tin tôi lần cuối. Ngày mai tôi sẽ tự đi đầu thú với cảnh sát. Để cô ấy đi đi. Chăm sóc tốt cho sếp mộ. Ông chủ, tôi đã xem đơn hành trình đây rồi. Không vấn đề gì. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần lắm. Ông chủ Lôi, xin đây công ty các anh vẫn luôn có tiếng tốt. Tôi cũng tin các anh. Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề như vậy, mong anh có thể cho chúng tôi một lời giải thích. Thực sự xin lỗi anh. Tôi nhất định điều tra rõ chuyện này, rồi cho công ty các anh một lời giải thích. Làm phiền các anh rồi. Được, mời đi bên này. Sao em lại tới đây? Anh không sao chứ? Làm em sợ chết khiếp. Người của công ty anh gọi cho em, bảo là anh gặp tai nạn xe ở đây. Em lâu quá nên mới tới. Tai nạn xe hỏng rồi. Sao vậy? Nếu cậu đã lộ rồi thì chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Các người định giết người diệt khẩu sao? Đừng phí thêm thời gian nữa. Tôi phải cố về sớm. Muộn quá lại không kịp máy bay. Yên tâm, sẽ chẳng đau chút nào đâu. Lưu Thanh, tôi nhét một chiếc USB trong túi áo của anh. Trong đó có chứng cứ tội lỗi của chúng. Cậu đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi chỉ xin anh một điều cuối cùng. Hãy bảo vệ tốt và hữu tình. Bà biết bệnh của bà thế nào mà lần này có lẽ chẳng cố được mấy ngày nữa. Mới sáng sớm mà đi đâu hết rồi? Bà ngoại, tại sao lại âm thầm đưa bà đi khỏi tôi? Có phải anh nghĩ chỉ có quyết định của anh mới là bình tĩnh, còn người khác thì là trẻ con, là không bình tĩnh đúng không?
Chiếc vali đó là của ai vậy? Đó là vali của sếp mộ bảo tôi đưa đến khách sạn đấy. Hai người có chuyện gì sao?